Yoki, xin chào anh em. Chào mừng anh em quay trở lại với video tiếp theo của mình. Thì hôm nọ mình có làm về con Fruits, con nhân vật mà nhặt quả này. Thì đã ở tập đấy thì mình nói là mình sẽ làm kết hợp với lại con Farmer. Thì có khá là nhiều anh em thích cái cặp đôi này kết hợp với nhau và mong muốn mình làm ở tập tiếp theo thì ok. Lần này mình đáp ứng luôn theo yêu cầu của anh em là làm Fruits và con Farmer các bạn nhé. Con Fruit này thì đặc điểm của nó thì đương nhiên là nhặt quả thì sẽ tăng attack speed. Nó đương nhiên là cái đặc điểm quan trọng nhất của nó rồi. Và cái con Farmer này thì là cộng 22 vết tinh. Và khi mà nhặt quả thì sẽ được cộng 2 vết tinh, nhưng mà phải trong trạng thái đầy máu nhé các bạn nhé. 50% mà chưa drop này. Và cứ kết thúc wave thì sẽ được add thêm 3% 2 vết tinh. Đó. Con này cũng bị trừ 50% mà chưa drop, nhưng mà nhiều quái hơn à. Ô thì hai con này mà kết hợp với nhau thì đương nhiên là cái việc là rơi tiền là hơi bị ít đấy. Hai con đều bị trừ đi 50%. Kết hợp với nhau thì làm sao mà có thể ấy được. Cái này khi mà chí mạng sẽ drop quả à? Bắn chí mạng drop quả à? Mà cái cung này cooldown lâu thế. 3,7 giây. À nhưng mà khi mà mình nhặt quả được thì cái attack speed mình nó tăng mà. Thế thì cứ thử chơi với cái cung này nha các bạn nhá. Ok, Dungeon 5. Đây rồi, nhặt từ từ nhặt quả cái. Mấy con này nó không cho mình nhặt quả các bạn ơi. Từ từ cho nhặt quả cái đi. Đây rồi. Được nhặt quả đây rồi. Nhưng mà đam béo quá. Tính nhà hơi khó để chơi đấy. Thêm sắp Venet thì là cái gì ta? Cái con này là đam từ máu đúng không? Thế thì lấy thêm máu đi, 3 máu này. Cái cung này là đam từ máu, nếu như mình nhớ không nhầm. Đúng rồi, đam máu vậy, đam tầm xa. Cái hút máu để lại tí lấy nhá. Mình mới gỡ cái mod mod gì nhỉ? Cái mod free zone đi rồi, cho nên là bây giờ roll sẽ mất tiền các bạn nhá, chứ không kiểu free như trước nữa. Ui hết quả rồi, hết quả rồi. Đây rồi, lại có quả đây rồi. Đây rồi, quả đây rồi. Quả liên tục đây rồi. Cứ qua chí mạng là bắn được quả đúng không nhỉ? 3% chí mạng đây này. Roll này. Không đủ tiền để mua cái cung này rồi. Thôi tiếp tục thôi. Quay 3 luôn vậy. Từ từ nhặt quả đã nhá. Bình tĩnh nhất các chế nhá. Chỉ cần mình bắn được quái chết bằng đam chí mạng là mình có thể rơi quả đúng không? Hợp lý nhở. Tính ra cặp đôi này cũng ghê phết đấy chứ nhở. Cơ bản là phải bắn chí mạng cơ, lấy được nhiều chí mạng cơ. Chứ còn mà không lấy được chí mạng thì khoai lắm. Bắn được chí mạng rơi quả nó mới hợp lý. Thêm đam đi. Một cung nữa này. Thêm hút máu này. Nhiều cây hơn giữ lại này, đi lấy sau. Tiếp tục nhá. Wave 4 này. Nhặt cái quả cái. Nhặt cái quả tăng attack speed cái. Chỉ cần ăn được quả thôi là mình có thể clear bọn này. Nó nhanh kinh khủng luôn chứ. Thế thì cái cung này đúng kiểu sinh ra là để dành cho hai con nhân vật này kết hợp với nhau ấy nhở. Chơi sướng thực sự ấy. Ôi sướng thế. Ôi phải nói là ghê thật đấy. Rất là ok nhá. Úi xổ với 2 vết tinh cộng kìa. Ngon. Thêm hút máu và hồi máu à. Cộng giá trị item. Cần knockback. Đam nổ. Bỏ đi. Thêm một máu recover. Cái này lấy 9 máu này. Cái này lấy thêm 2 đam dài đi. Một cung. Một cây. Một cung nữa. Cung này giữ lại. Nhiều cây giữ lại. Cộng 2 vết tinh mỗi quay giữ lại. Quay 5 này. Đi nhặt cái quả đã. Để tăng attack speed đã.
tính ra mình phải lấy thêm chí mạng ấy chứ. Lấy thêm chí mạng để cho nó tăng cái khả năng bắn chí mạng của mình lên. Mình bắn chí mạng thì mình mới rơi quả được. Rơi quả được thì mới có thể ăn quả để tăng attack speed được. Chứ không có attack speed là không bắn được. Ui, chỉ cần chí mạng thôi nó rơi được quả thôi là bắn xuống thế nhở. Tính ra hôm nọ mình bảo là hai cái này chơi với nhau khó, nhưng mà khó khi mà các bạn không nhặt được quả thôi. Chứ mà đã nhặt được quả thì nó cực kỳ ngon luôn ý. Ồ, khi mà đã nhặt được quả thì bắn sướng cực luôn. Lại còn được nhiều một studio nữa chứ. Bởi vì hai vết tinh nhiều. Cái này Ron lấy 5 chí mạng này, 6 tốc chạy này, 10% attack speed chắc chả cần lấy đâu nhỉ. Đam dài đi. Cung này, cây này, tăng 2 vết tinh này. Cung nữa này, cung nữa này. Attack speed block giữ lại. Ok, tạm thời thế đi, quay 6. Quấy. Chỉ cần bắn được chí mạng thôi là ngon ngay. Ra nhặt túng quả này là ngon ngay. Không có nhiều. Muốn tăng đam thêm thì một là lấy đam dài, hai là tăng thêm máu, còn ba là lấy đam cơ bản. Mà bao giờ cũng phải lấy đam cơ bản rồi, không phải là ba nữa. Đam cơ bản chắc chắn phải lấy rồi nếu như muốn đam to hơn, đúng không? Điều đó là điều chắc chắn này, không phải là 1, 2, 3 gì cả. Thì chắc là lấy nhiều máu phải không? Rồi cái đến máu mà còn vừa tăng đam thì quá ngon rồi nữa, đúng không? Ôi, tính ra mỗi một quan bị trừ đi 50% material nhá. Nhưng mà khi mà chơi trong trận đấu nó vẫn rơi ra này. 12% đam cơ bản này, roll này, thêm hút máu này, thêm máu này, đam từ may mắn này. Rồi, ôi bỏ qua cái cung rồi. Thề không kịp nhìn. Đây, cái này hết tiền luôn à, 17 đi. Bình tĩnh là mấy chế. Chỉ cần anh mà nhặt được quả thôi là chúng mày sẽ biết tay nha. Không có nhiều. Ồ, tính ra các bạn bảo mình làm cặp đôi này cũng là hợp lý đấy nhở. Cũng ghê đấy. Chơi khá là cuốn này. Đẳng cấp đấy. Không phải đẳng vừa đâu. Nói chung là nội dung ở trên kênh ý, thì anh em muốn mình làm về nội dung kiểu con nhân vật nào hay là vũ khí nào, sự kết hợp nào ý, thì có thể comment xuống phần bình luận. Comment nào kiểu anh em comment mình cũng đều đọc qua hết ấy. Mình nếu như mà ấy thì mình có thể trả tim hoặc là trả lời lại. Nên là anh em có thể là cứ comment xuống bên đấy ấy. Kiểu gì mình cũng sẽ thấy thôi. Là mình sẽ trả lời. Nếu như mà mình cảm thấy cái kèo nào mà thơm, kèo nào mà hay thì kiểu gì mình cũng chơi. Mình vừa lấy thêm một cái đó là tăng thêm 10% quái đấy. Tức là quái bây giờ sẽ cực kỳ đông này. Thêm 10% mà. Đông hơn hẳn luôn ấy. Về cái phần này, kiểu nội dung ở trên kênh ấy thì ngoài việc là mình thấy bản thân mình mà thấy kiểu con nhân vật nào hay là mình muốn làm về con nhân vật nào như nào ra thì anh em cũng có thể đóng góp. Bởi vì một cái đầu của mình làm sao mà có thể kiểu nghĩ được nhiều kiểu sự kết hợp hay là con nhân vật hay, ý tưởng hay được. Nên là cũng rất mong là anh em có thể đóng góp ý tưởng ở dưới phần comment. Còn nếu như mà anh em kiểu có game nào đó muốn mình làm, muốn mình chơi để xem thử xem như thế nào thì cũng có thể comment xuống đấy. Nếu như mà mình cảm thấy cái game ấy ổn, game ấy ok thì đương nhiên là mình sẽ làm thôi. Làm để phát triển kênh, làm để cho các bạn xem, lại không làm có mà điên, đúng không? Nên là rất mong những cái đóng góp ý tưởng của anh em để cho mình xây dựng phát triển thêm kênh cũng là một cái hay. Ui, lấy 30 rain đi. Cái này lấy 7 chí mạng nhá. Đam may mắn này. Ui, một cung tím, một cung trắng luôn ạ. Từ có ba cái cung trắng này vào. Một cung trắng nữa này. Trừ một lắc. Mua free được một cái.
Cái này là cộng 3% chí mạng trừ 3% đam. Cứ mỗi 4 giây sẽ apply 3 cái tia sét random lên trên quái. Và nếu nó target mắc là bà chích. Nghe nó cũng lằng ngoằng, thử lấy xem như thế nào. Đam nguyên tố không cần thiết lắm. Một cái cung trắng này. À, một cung xanh chứ. Ok. Lấy thêm 82 vết tinh nữa. Ui, 728 2 vết tinh rồi cơ. Gì mà nhiều dữ vậy? Không ngờ là nhiều 2 vết tinh thế đấy. Mới có quay 9 thôi. Ui, bây giờ 9 mạng này còn nhiều nữa như thế này thì ghê quá. Tầm này nó bá quá rồi. Ui. Tầm 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 này chỉ cần đi nhặt quả thôi này. Tí nữa mà nó ra được cái item nào mà giảm sai mát thì nữa thì thôi. Quả nó mọc khắp nơi thì lúc đấy thì quá làm sao mà sống nổi. Nhưng phải công nhận một điều là đam đang hơi bé hát. Đam bắn được có trăm mấy đam kìa. Phải tăng thêm đam đấy nhá. Tăng thêm đam cơ bản ấy. Ui, nhiều quả như thế này bỏ sao hai phát tinh nó không tăng nhiều. Nó còn nhiều hơn cái việc là chơi với để cái kìm. Chơi với cái kìm kia cũng không thể nhiều quả đến cái mức như này được. Mà cái kìm nó còn bị giới hạn bởi cái việc là cái garden nó phải spawn ra quả cơ thể mới nhặt được. Còn đây thì mình cứ bắn chí mạng được là có thể nhặt được ấy rồi, nhặt được quả rồi. Ba giáp này. 6 máu này. Chí mạng này. Một cung trắng này. Một cung trắng nữa. Còn ba cung này vào thêm 82 vết tinh này. Okay, thêm một cung trắng này giảm size map này. Cái này là tiết kiệm material này. Thêm một garden nữa này, thêm một tí 2 vết tinh nữa này. Đã nhiều 2 vết tinh rồi còn chơi tiết kiệm nữa thì tí nữa mà nó ra được cái item là tăng 2 vết tinh từ material thì thôi. Nó cứ gọi là ối rồi ôi luôn. Gì chứ, mình nói cái kiểu chơi này cũng phải tỷ tỷ lần khi mà mình làm video đấy, là rằng nếu như mà con game này ấy, mà các bạn có thể chơi theo được cái lối là lên thật nhiều hai vết tinh ấy, thì các bạn chơi cực kỳ kiểu OP, cực kỳ kiểu nó dễ hơn bình thường ấy. Bởi vì các bạn có nhiều hai vết tinh đúng không, thì đương nhiên là đầu tiên là material của các bạn cũng sẽ nhiều này, rất nhiều đằng khác. Và cái thứ hai nữa là level của các bạn cũng sẽ tăng. Từ đó là cái việc là chỉ số của các bạn cũng kiểu mình lấy được nhiều hơn ấy. Đó, đương nhiên là mình bảo nếu như mà chơi mà lấy được mấy cái item mà tiết kiệm material này xong rồi tăng material với các thứ thì mới lại tăng hai vết tinh thì thôi. Nó gọi là bá đạo trên đường hạt gạo luôn. Giảm giá item này. Cái này bỏ này. Cái này roll đi. 3 năm dài này. 9 máu này. Cái này tăng thêm 59% chí mạng này, 100% chí mạng rồi. Cho nên là bây giờ mình bắn phát nào thì nó sẽ rơi quả phát đấy. Cho nên là bây giờ ấy, trừ 12% đam cộng 1 giờ electric speed. Cho nên là bây giờ này, các bạn nhìn quả nhá. Siêu nhiều quả luôn này. Ấy, full chí mạng đây này. Ui. Ui, tia sét kìa. Ui, tia sét kìa. Ui, tia sét kìa. À. Cái tia sét này mình biết từ từ cái nào ra rồi. Đâu, từ từ. Cái tia sét. Cái tia sét là của cái này này. Đây này. Đúng rồi, chính nó. Đây này. Ui dồi ôi, đẹp phết nhở. Nhưng mà mình mới lướt YouTube thì mình thấy anh Sơn mà hay là kênh YouTube là Sơn gì hay là gì ấy, anh có làm một con nhân vật chơi với lại cái gậy cái đũa phép xong là dùng cái item gì ấy mà gây nhiều tia sét cực luôn, nhìn xem sướng cực. Để hôm nào mình thử làm xem, thử chơi kiểu đấy xem nó có fail không. Chứ mình xem qua mình thấy là cũng ghê gớm ấy. Mình lướt mình thấy tò mò click vào thử, nhìn ghê gớm thích hết. Ui, 2 vết tinh kìa. Nhìn rưỡi 2 vết tinh rồi.
đang cái hai subnet này mình không biết cái subnet là cái gì nhá. 6 speed đây, chạy cho nhanh. 8 lắc này. 3.000 tiền rồi cơ. Ủa cái này tăng 2 vết tinh từ máu này. Trừ cái này tăng thêm kinh nghiệm này, thêm 2 vết tinh. Ờ thêm cung này. Nhưng mà cung của mình bây giờ toàn cung xanh với cung tím thôi. Thêm đam khi bắn boss với elite này. Này thêm cung xanh nữa này. Trừ 8 máu, tăng 20% đam 6 speed. Ok. Kiếm mà. Cái này cộng thêm 2% 20 tinh mỗi quay. 1.300 tiền. Thôi chắc là vào quay 12 luôn nhỉ. Bắn thử con elite này xem nào. Ui sửa bắn nhanh thế. Mẹ bắn điên luôn ý. Ghê thật. Không thể đỡ nổi luôn rồi. Không thể đỡ nổi luôn rồi. Chịu rồi. Ui ui cộng 2 vết tinh kìa. Cái đống quả nó nhiều như này. Cộng 2 vết tinh. Dã man. Giờ có khi phải tập trung tăng máu. Tăng đam như cái thứ nữa nhở. Chứ 2 vết tinh thì khỏi cần lo. Ui bắn chí mạng này còn được cộng thêm một serial nữa. Vừa nãy mình lấy cái item đấy mà. Ghê quá ghê quá. Ui nhìn nó bắn kìa. Attack speed. Attack speed nhiều lắm nhở. Xem nào. Gần nghìn attack speed. Nghìn attack speed đã quá nhiều. Còn đỏ này sẽ được cái gì nào. Ui. Trừ 20% đam. À mình nhớ là tại sao mình tăng đam nó bị ít rồi. Cái con fruit kia bị trừ đi 50% khi mà tăng đam cơ mà. Đúng 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 đúng. Còn cái này lại giảm thêm 20% đam nữa. Nhưng mà đạn sẽ, hình như đạn sẽ khi mà bắn sẽ nhiều hơn thì phải. Lấy thử xem nào. Trừ 12 tốc độ chạy quái. Trừ 9 đam ban speed. Thôi cái này không lấy đâu nhá. Chí mạng là giờ thắc thôi nhỉ. Roll lấy đam đi. 20% attack speed. Attack speed thì không cần. 2 đam dài này. Cái này 16% đam này. Thêm tí đam nữa này. 3 giáp này. Này lấy này. Trừ 20 speed tăng 35% đam. Điên à. Ai chơi kiểu bỏ hết speed đi như thế. Này thêm tiết kiệm nữa này. Ui tính ra roll ra được mấy cái item tiết kiệm rồi đấy. Vừa bỏ qua với cung xanh xong đúng không. Ảo thật đấy. Một cung tím nữa này. Rồi tiếp tục. Với 13. Ui dồi ui dồi. À. Ui lấy cái item băng đạn kia xong bắn kiểu nó được nhiều. Mỗi một cái cung nó sẽ bắn được nhiều 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 tên hơn ấy. À, số lượng cung bắn ra sẽ nhiều hơn. Nhưng bù lại đam thì sẽ bị trừ đi 20% khi mà chúng ta tăng. Khi mà chúng ta lấy chỉ số. Sáu rồi. Giờ mà ra cái item là tăng 2 vết tinh từ material thì cái lượng 2 vết tinh của mình nó còn bá đạo nữa cơ. Hoặc là bây giờ ra cái item là tăng máu qua material thì lúc đấy thì có mà còn kinh khủng nữa. Ui chí mạng cũng nhiều gớm rồi nhở. 4 năm dài này. Cái này chắc là lấy 12 máu cũng được. 12 máu đi. Thêm một cung xanh này. Thêm chim mẹ. Thêm một slot vũ khí này. Thế thì thêm một cung xanh đi. Add thêm 2 vết tinh này. Một cung tím này. Bây giờ mà roll được cái item vừa nãy mình bảo thì thôi. Cực kỳ ngon luôn đấy. Quan trọng là nó không ra tăng đam tốc chạy này. Đam tăng theo thời gian này. May mắn à.
Ui, giảm size map này. Giảm size map như này thì nhặt nhặt material mới nhặt quả tha hồ luôn. Nhà vô quê 14 luôn này. Ui, giảm size map đi cái map bé hỏng luôn nhỉ. Ui, bây giờ bắn đi. Bắn gì thôi. Từ từ nhặt đống quả ra. Ui, 5000 heavy anh nhầm 5000 attack speed kìa. Nhặt càng nhiều quả thì bắn càng nhanh. Ui ui ui, ghê vãi. Ui, ghê vãi, xem nào. Ui, 9900 attack speed kìa. Ui, ghê vãi trưởng rồi các bạn ạ. Ui ui ui, thôi, kiểu này tôi chịu rồi. Kiểu này đỡ sao được. Ghê dã man ạ. Ui ui ui, ghê thật ấy, kinh thật. Ui chồng 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 ui 3000 heavy tinh gớm mặt thật ấy. 12 né tránh này, 6 snap net này. Thêm máu này, thêm 9 máu đam 9 mạng này. 10.000 tiền, 8 đam nguyên tố. Thêm 10% quái nữa này. 9 mạng này, à nhầm là né tránh. Nhầm là 9 mạng, cung tím nữa này. Ui, nhiều cung thế nhở. Ui, lại cung tím này. Ui, thế bán sứ cung xanh này đi. Cái này là cộng 2, à không, không lấy. Cung tím này. Ui, full rồi đấy. Full 7 cái cung đỏ rồi đấy. Nhiều ghê luôn á. 20 rain nữa này. Lấy thêm tí rain bắn cho xa. Tăng thêm tí kinh nghiệm này. Ui, 15 này. Đấy, các bạn nhìn này, elite này. Các bạn nhìn elite này. Ui, trời ơi. 3 giây. Không đến 3 giây đâu, 2 giây. Chỉ cần 2 giây thôi. Ui, bắn này. Ui, giời. Ôi giời ơi. Bắn như thế này thì đỡ kiểu gì. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi, gần 1000 đam rồi. Áp ôn chưa? Kinh khủng. Sổ lại 13.000 material. À, ghê thật. Một mấy cái tầm này không cần phải lấy. Bỏ đi. Cái này 15 attack speed cho vui này. Thêm tí đam này. Thêm tí may mắn này. Cái này thêm 6 snap nít này. Thêm tí kinh nghiệm này. Cái này run 5 lắc này. Này tăng tốc chạy à? Thôi, không cần. Cái này lấy này. Giảm size map nữa à? Thôi, tôi không giảm size map nữa nha. Tăng attack speed nữa này. Đa may mắn này. Cái knockback à? Không. Không lấy 30 cái knockback đâu. Quay 16 tiếp theo này. Tầm này full quả mà nhặt thôi. Ui, nhìn đam rồi này. Ui, đam kìa. Ui, bắn kìa. Ui, trời. Này đỡ kiểu gì. Xin luôn cái tuổi luôn đấy. Ui, áp ôn thật đấy. Không biết nào. Bạn nào bảo mình chơi cái cặp đôi này mới lại cái cung này vậy. Nó bá thực sự đấy. Ui, hôm nọ chơi một mình con Fruit thì nghĩ là hai con nhân vật này kết hợp với nhau thì nó khó lắm. Nó kiểu khó chơi, nó kiểu như thế nào đấy. Bởi vì mỗi một con đều bị trừ 50% material thì lấy tiền đâu ra để mua đồ, mua item. Mà lại còn được bị tăng 50% giá trị item trong shop nữa. Thế mà bây giờ này. Ui, ghê thật. Ác ôn thật. Không tin được. Mới có quay 16 thôi mà nó cảm giác là nó có thể đi được đến những cái quay cao nhất có thể rồi đấy. 50, nếu như ở ngoài, nếu như mà lên được với 50. Ui, đây rồi. Đây rồi.
càng nhiều mật serial thì càng nhiều hai máy tinh rồi. Thôi, chịu rồi, tầm này quá chịu rồi. Tầm này quá đúng chịu luôn. Ờ, 6 snap nit này. Tầm này quá đúng chịu luôn đấy. Thêm nảy nữa này. Thôi nhá. Tầm này khéo không cần mua đồ nữa. Cộng 2 máy tinh từ hồi máu. Chả cần. Tới luôn gold 17 đi cho nhanh. Tới luôn. Úi trời ơi. Elite ra. Úi trời ơi mấy con này. Eo ơi. Yêu chung bắn này. Ui chung bắn này. Từ từ, mình sẽ ăn được nhiều quả xong là mình vào mình skip phát xong là stop phát xong là mình tốc độ bắn của mình sẽ là bao nhiêu nhá. Ui, 3.000 vừa nãy được 9.000 à. Cơ bản là cái quả này nó sẽ chỉ có tác dụng trong một vài giây thôi, chứ nó không kéo dài suốt cả trận cả quay, cho nên là nó sẽ bị giảm đi. Mình nhớ không là có đâu đến mấy giây thì phải, chắc không duy trì lâu lắm, cho nên là phải ăn quả liên tục ấy để tăng attack speed. Ui lắm hòm thế. Cái này cộng này. Cái này lấy này. Cái này cộng này. Cái này bỏ này. Cái này lấy này. Cái này lấy này. Cái này lấy này. Cái này lấy cái đam dài đi. Ủa sao cái đam dài con này tăng ít thế nhở? Ừ sao con này đam dài tăng ít vậy? Sao tăng được có mỗi lần lấy được có một mới để một đam vậy? Ít vậy? Thêm cây thì chẳng cần cây đâu. Cộng 25 máu trừ 8 hồi máu. Mà chẳng cần thiết. Với 18 luôn. Ui giời quả này. 3.900 đam các bạn ơi. Thật may đi. Quái đỡ kiểu gì. Ui giời ơi, vừa lấy được cái spawn cho ngôi sao để ăn hiệu ứng như sao kìa. Ngon đấy. Cộng 8.000 một serial. À điên người mất. Ôi cộng thêm attack speed này. Trừ 80 range. Ôi, không cần phải attack speed đâu. Nói thật, attack speed giờ nó là phù du lắm rồi. Không cần phải lấy. Hề luôn ý. Lấy attack speed bây giờ tổ phí mà thôi. Không cần phải lấy. Đúng thật luôn. Với 19 luôn. Đam rồi. Ui, con này mà có thời gian mà ngồi này, đảm bảo với các bạn luôn, quay 100 là cũng có thể đến đấy. Quay 100 là có thể đấy. Úi giời, sao đẹp thế. Lâu lắm mới thấy lại cái sao này. Ui, công nhận hai con này cũng bá thật. Hai con này kết hợp với nhau bá thật. Không đùa được. Không đùa được. Kê vãi. Ui, level kìa. Ui dồi ôi. Ghê vãi. Giờ mình chỉ biết nói cái từ ghê vãi thôi, chứ còn chả biết nói gì hơn nữa các bạn ạ. Thực sự là ghê vãi luôn ấy. Nó là ghê vãi luôn ấy. Ghê thực sự luôn ấy. Ui. Nào, 20 này. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi, elite. À, ui 11.000 đam. Ui giời các bạn nhìn nó bắn kìa.
Ui dồi ôi. Ui này tí nữa lắm quả quá thì có khi là crash game mới đùa đâu. Ghê thật. Kinh khủng thật. Không đỡ được. Ui. Ghê. Wow, 13.000 dam. Không bắn toàn chí mạng như này thì quả nó rơi rất là nhiều. Attack speed này lúc nào cũng 1.000, 2.000. Mà 1.000, 2.000 attack speed thì nó bắn nhanh như nào thì các bạn biết rồi. Úi trời ơi, hai ngọn gió này xem được cái gì không? Cái này tăng thêm chí mạng à? Cái này tăng thêm may mắn này. Bỏ cái này đi, Để lấy này cũng được, này cũng được. Cái sắp nét này không biết là cái gì thì cứ lấy đi. Đấy, lấy cái sắp nét này 1.200 dam này. Thêm 10% quái. Add thêm 2 vết tinh ở cuối quầy à? Được. Add thêm 10%. Chiến quầy 21 luôn đi. Xem nào. Ui xồi ôi, Elite ở quầy 21 này. Bắn cho đúng một lần bắn thôi nhá. Một lần bắn trúng hai cái cung luôn. Téo luôn này. Không đỡ được luôn đấy. Ghê thật đấy. Ghê thật. Không thể tin được. Như thế này thì đỡ kiểu gì? À các bạn, đỡ kiểu gì đây? Úi xồi, ghê dã man ạ. Em ghê thực sự đấy. Mà đã mình đã bỏ cái mod, mình đã bỏ cái mod free zone đi rồi nhá. Bỏ cái mod free zone này, bỏ cả cái mod chọn vũ khí, chọn tất cả các vũ khí khi bắt đầu game đi rồi. Mà vào trong trận đấu nó vẫn còn kinh khủng đến cái mức này thì cặp đôi này chứng tỏ là cũng là theo cái dạng là OP mới của game đấy. Không phải dạng vừa đâu. OP mới đấy. Nó là cặp đôi OP mới của game đấy. Full né tránh hồi máu. Nó là cái cặp đôi OP mới của game đấy. Không thể tin được. Này, Q22 này. Chỉ cần nhặt được một quả thôi là bọn quái này biết nhau ngay rồi đấy. Bắn được một phát thôi là rơi cả đống quả là bắt đầu là hack sức mạnh luôn rồi. Ui. Ui đẹp thế này. Phải công nhận là dạo gần đây cái mấy cái mod nó cập nhật thêm mấy cái sao mấy cái hiệu ứng này khá là đẹp. Cả cái set nữa kìa. Cái set kia thì hôm nào như vừa nãy mình nói thì hôm nào mình sẽ chơi thử với con nhân vật mấy cái có cái tầm mà có thể gây set mấy cái vũ khí set. Hôm nào mình sẽ chơi thử cái con đấy. Wow, 222.005 material. Ác ổn thật đấy. Ghê thật đấy. 12 máu. Rain 9 máu. 20 máu. 100 attack speed. Cái này lấy 4 giáp. Cái này lấy 6 máu. Free zone này. À mua đồ free này. Lại thêm một cái mua đồ free nữa nhưng mà thôi, lấy một cái thôi đủ rồi. Thêm kinh nghiệm à? Đã nhiều hai vết tinh rồi còn thêm 40% kinh nghiệm nữa mà để mà chọn level thì nó điên à? Ui, vừa thấy kia set nào đang giật ghê thế. Ui dồi.
Rồi, xong với 23. Ác ồn tê à, thêm rain này. Bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi. Bỏ đi, bỏ đi. À, bỏ đi. Này lấy. Lấy, lấy. 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 À lấy. À lấy. À la lóc. À lóc, à lấy, à lóc. Này lấy. Thôi tiếp tục 24 luôn. Nhặt 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 tiền nhặt. À nhầm 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 nhầm. Ui ui xét kìa. Ồ đấy, hình như cái xét đấy là do bản thân mình phóng ra thì phải. Ghê vãi. Ui trời, ui rồi, ui rồi, ui rồi, ui rồi. Bắn hết, cần hết. Nhặt đi, nhặt đi, nhặt đi. Nhặt đi, nhặt đi. Đúng rồi, nhặt đi. Nhặt đi, nhặt đi, nhặt đi. Úi trời ơi, hiệu ứng kìa. Ui, phải công nhận là, phải công nhận một điều là nhiều khi là ý tưởng cặp đôi mà các bạn mang đến cho mình thật là bất ngờ đấy. Ghê thật đấy. Mình chơi mình còn cảm thấy phấn khích. Ác ôn thật. Không tin được. Ghê dã man đấy. Mấy cái này thôi bỏ hết đi. Này lấy được cái gì thì lấy thôi, chứ cần chả cần thiết phải lấy đâu. Đam bây giờ tăng ít. Đam tăng bây giờ chả được đáng là bao nhiêu. 9 của 25 đây. Ui xổi ôi. Từ tầm này đi. Kể có quay 50 ra đây nhá. Quay 100 nữa nhá. Ui. Bây giờ quái động một người mình có thể gây chia xét ra cơ mà. Giật tung rời luôn. Nhặt sao này. Không, sao này thì hơi xấu. Nhưng cái sao này là sao khổng lồ. Thêm một cần 300 mở serial rồi. Vãi đái thật đấy. Vãi chuẩn. Vui 25. Đúng hòm này, đúng hòm. Nhưng mà đúng hòm này cần gì lấy đâu. Đúng hòm này lấy nó cũng chả tác dụng gì ấy chứ. Lấy gọi là lấy chơi vui. Q26 tiếp này. Này em tí nữa muốn dừng video lại mà không có cái tầm mà dừng nghe lít lại hơi khó dừng đấy. Bởi vì con này cứ bắn như thế này làm sao mà quái nó còn gây sát thương được. Ghê vậy. 300.000 một serial rồi. Trời sao đẹp nhá. Sao này đẹp lắm. Ok, V26 xong này. Ui mấy cái này bỏ hết đi. Không cần phải lấy. Lấy cái đam may mắn này thì lấy thôi. Rồi mấy cái khác thì bỏ được. Cái này lấy bừa đi nhở. 16 đam 9 máu. Đấy. Go. Quay 27. Sổ ơi. Không. Không thể bị đánh bại luôn ý. Nghìn đam.
Ui trời, hiệu ứng kìa. Ôi đống hòm như thế này thì biết lấy cái gì. Còn bắn được cái đống. Ôi chứ lấy nhầm cái chí mạng rồi. Bây giờ chí mạng của mình full sử thì cần gì phải lấy. Quên mất. Vào luôn World 28 rồi, nó nhanh này. Ui xổ ơi, Elite này. Elite vừa ra cái chết luôn rồi. Ui đồ. Cũng 70.000 đam cơ à? Ghê vậy. Ác ôn thế nhở. 70.000 đam. Ui xồi hòm kìa. Level kìa. À, điên người nhở. Nhìn mà thấy điên đấy. 9 máu. Tiếp tục với 29 này. Xong vào nó có thể nghĩ ra được những con nhân vật nó kết hợp với nhau, nó được bá cháy đến mức này nhỉ. Ác ôn thế. Biết ông nào nghĩ ra mấy quả nhân vật như này nhỉ. Cũng là đỉnh cao ấy. Ghê đấy. Cũng đầy chất xám, đầy nghệ thuật đấy. Không đùa được. Ui, lắm hoàng thế nhở. Lắm hoàng thực sự. Thôi nhiều hoàng như thế thì không lấy hết đâu. Lấy phần thôi. Ui trời, full vũ khí rồi à? Chưa có cái mà dừng Elite nhở. Đảm bảo bây giờ mà dừng Elite là cũng được rồi đấy. Bởi vì bây giờ sức mạnh này của mình mà vác lên những quay sau thì vẫn có thể chơi được. Chơi được thoải mái luôn. Chơi được cực kỳ sướng luôn đấy. Nhưng mà mình không muốn, bởi vì cái video nó sẽ rất là dài. Thời gian xem video của các bạn nó sẽ mất rất là nhiều. Và kể cả mình ngồi làm nó cũng hơi mất thời gian nữa. Nên là giờ mà nó ra được cái item mà dừng Elite thì ngon quá. Nhưng mà không thấy nó ra nhở. Ừ, nó phải ra cơ, tăng slot vũ khí này. Ngồi roll hết tiền xem nó có ra không nhá. Tình hình thì nó không ra các bạn ạ. Thôi, vào với 30 đi. Chịu. Thôi, cứ bắn đến đâu được đến. Bắn được đến quay nào thì đến thôi. Không, kết thúc quay mà nó ra được cái item đấy thì ok lấy. Còn không thì thôi, cứ tiếp tục thôi. Bởi vì cái số lượng material của mình nó có giới hạn đấy, nó không có nhiều lắm. Mà roll cả ngày thì càng mất nhiều tiền, cho nên là nó hết tiền nhanh lắm. Mình xóa cái mod free zone đi rồi mà. Trước thì còn cái mod free zone thì còn hay kiểu ngồi roll đồ với cái thứ cho nó chọn lựa đồ cho nó thật ưng ý thì mới bắt đầu vào quay. Bây giờ thì không, mình bỏ cái mod đi rồi, chơi cho nó khoai hơn một tí. Bởi vì dù sao thì cả những cái mod ở trên Steam vào thì item đấy các thứ nó cũng kiểu giúp cho việc chơi cái con game này nó cũng trở nên đơn giản hơn, dễ dàng hơn so với trước. Trước các bạn không biết là để mà chiến thắng được một quay à nhầm một Danger thôi nhá, Danger 0, Danger 1 thôi nhá, nó cũng là một cả một vấn đề. Mình nhớ cái đợt đầu tiên mình chơi còn mãi không qua được nổi cái Danger 0 để lên Danger 1 cơ mà. Hồi đấy mình với ông bạn mình hai thằng đua nhau chơi cái con game này
để xem thằng nào đạt được đến hết Danger 5 trước. Mà đến ông ấy đến được Danger 4 đâu mới bỏ cuộc. Mình thì mãi mới lên được Danger 5. Xong rồi lên được Danger 5 thì chỉ bắt đầu khám phá ra cái boss Hòm Rainbow. Thế là từ đấy làm video về Hòm Rainbow ấy. Thế là được các bạn kiểu đón nhận nhiệt tình, view tự nhiên tăng. Thế là từ đấy là chuyển sang chơi xứ luôn Hòm Rainbow ấy, cái thứ game cũng trở nên kiểu dễ dàng ấy hơn. Là thấy đúng kiểu là vào game thì chọn đồ, xong rồi bắt thứ các thứ để làm kiểu content cho video cho kênh thôi, chứ còn chả nghĩ đến cái việc là chơi game kiểu phải chinh phục cái thứ cái này cái kia. Bởi vì lúc đấy các bạn hiểu là cái Hòm Rainbow ấy nó cung cấp kiểu may mắn những cái thứ trong phần đồ ấy thì được chọn, nên cực kỳ OP ấy, không hiểu nổi luôn. Nhưng mà từ cái đợt mà cái mod ở trên Steam nó bắt đầu phát hành là mấy cái mod bên ngoài nó cũng không cập nhật nữa rồi. Nên là cũng mà kể cả mấy cái bản crack, game crack hình như cũng bị xóa sao ấy. Dạo đây mình thấy nhiều bạn không bảo là cho lại link tải crack thì mình không rõ nữa, bởi vì mình chơi trên Steam nên là mấy cái đấy mình không nắm bắt rõ lắm. Ôi, nhảy lên W32 luôn cho nhanh. Ui sổ W32. W32 mà quái này. Ui sổ. Mà máu cũng không có nhiều nhá. Máu mình không có nhiều đâu. Máu mình chỉ có hơn 300 máu thôi. Chứ bình thường mà chơi mấy cái kiểu khác thì máu cũng nhiều lắm. Cơ bản là mình chưa lấy cái item là tăng máu từ mà serial thôi. Mình mà lấy cái item đấy thì bây giờ chắc phải 2.000 máu, 3.000 máu rồi. Bắn tốt, 300 máu, mặc dù tí nữa quái nó sẽ gây đam rất là nhiều nhưng mà vẫn bắn tốt, bắn hết, sợ gì. Không sợ luôn. Thêm cái sắp nét này là cái chỉ số kiểu nó cũng khá là mới, mình không biết cái sắp nét này là cái gì nữa cơ. Nào, quay tiếp theo quay 33 này. Ui, sao xoay đẹp thế nhở? Quái này, đồng phết chứ. Nhưng mà làm sao cản được mình? Cản được mình là bây giờ là phải muốn tè đấy. Không dễ để mà cản đâu. Mặc dù quái cực kỳ đông nhưng mà không ăn thua. Không ăn thua là không ăn thua. Tiếp W34. Đồng quái đấy, đồng quái đấy. Không ăn thua quá. Phải nhiều nữa, phải nhiều nữa. Phải khỏe nữa đây thì may ra mới có thể đánh được mình. Star. Úi xồi, vụ nổ kìa. Ok chưa. Ác ôn chưa. Đoánh này. Ác ôn chưa. Úi xồi, xét kìa. Cục xét to tướng luôn.
Ôi lắm hoàng quá. Lắm hoàng quá, lắm hoàng quá. Cái này lấy được. Lắm hoàng quá các bạn ơi. Lắm hoàng ghê luôn á. Nhưng mà cái subnet là cái gì nữa các bạn nhỉ? Mình vẫn chưa hiểu cái subnet là cái gì luôn á. W35 này. Để xem W35 này. Ôi xổi ôi elite. Tầm này W35 chắc là cũng yếu lắm. Quá không làm gì được đâu. Tầm này mình nghĩ phải lên W50 thì may ra. Bởi vì lúc đấy nó sẽ quái nó sẽ cực kỳ nhanh. Và đam của chúng nó gây ra cũng sẽ nhiều hơn. Thì lúc đấy thì mình có thể là có cơ hội để mà có thể đánh được mình. Chứ còn tầm này mấy con này chịu. Không thể đánh được mình. Khổ đánh đến đâu này. Đánh đến đâu quái giặt. Làm ra xuống đến đấy. Hóa thành quả hết. Trong PUBG thì có kiểu bắn xong là hóa thành hòm. Còn trong Roteto với trận đấu này thì quái sẽ hóa thành quả hết. Không một con nào có thể sống sót được cả. Ui bây giờ quái gây đam đầu này. Mấy chục đam một phát đấy. Không đùa đâu nhá. Mấy chục đam phát đấy. Cũng ghê gớm đấy. Hai máu này. Nghe tránh full rồi thôi. Cái này trừ 12 nữa. Cái này gây điện nữa à. Gây phết nhỉ. Nhiều cái từng gây điện phết. Quan trọng là bây giờ mình có muốn lấy thêm nhiều máu không. Bởi vì nếu như mà muốn lấy thêm nhiều máu ấy thì sẽ ngồi roll cái item ôi dồi ôi. Đây rồi. Kết thúc end list đi rồi các bạn ơi. Thôi chắc là mình sẽ mua cái item này để kết thúc end list các bạn nhá. Bởi vì bây giờ có ngồi nữa ấy, thì kiểu gì mình mà ngồi mình roll ra cái item mà chuyển hóa mà serial thành máu ấy thì mình sẽ không thể die được đâu. Mình sẽ chơi đến tầm way cao hơn ấy, nhưng mà thôi nó sẽ rất là mất thời gian cho cả mình vẫn như cũng như là các bạn ngồi xem video. Bởi vì chơi đến cái thời điểm này thì các bạn đã thấy được cái sức mạnh của bộ đôi này rồi đúng không, bộ đôi Frost và Farmer rồi. Cho nên là xin phép nhau là mình sẽ mua cái item này và dừng video tại đây nhá. Ok. Đó, kết thúc này, 36 cũng đủ dài rồi, cũng đủ thỏa mãn anh em rồi đúng không? Chả kèo anh em, thế là cũng quá gọi là đỉnh cao rồi còn gì nữa, perfect rồi. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi hết video của mình. Nếu thấy video này hay, hãy để lại cho mình một like, subscribe kênh. Và đừng quên comment xuống phần bình luận nha. Còn nếu ai mà muốn chơi cái cặp đôi này mà thấy nó cực kỳ hay, thấy nó kiểu muốn chơi ấy, thì hãy lên Steam và tải cái mod của con nhân vật Fruit này về chơi nha các bạn nhá. Ok, bye bye mọi người, see you again later.